Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ làm một cái video từ cái phần mềm Kilometer. Cái đây chính là cái giao diện của phần mềm Kilometer. Các bạn ấn vào cái dấu cộng này, sau đó vào ấn vào cái dự án trống này. Chúng ta nhấp vào cái nút phương tiện để lấy ảnh ở trong máy. Các bạn lưu ý là trước khi làm video thì chúng ta sẽ phải có sẵn cái ảnh ở trong máy rồi. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn xem về cái video về hoa cây cảnh. Đây các bạn sẽ nhấn vào từng cái bức ảnh này để lôi ảnh ra. Rồi. Ở đây thì đã được một cái slide ảnh. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm các cái hiệu ứng cho cái video này. Đây, các bạn có nhìn thấy đấy ạ. Ở đây là nó có cái nút chuyển ảnh, chúng ta sẽ kích vào đây và nó hiện ra rất nhiều các cái hiệu ứng ảnh. Đây, mình sẽ nhấp thử cho bạn xem này. Đấy. Đó. Rất là đẹp. Đấy, ấn vào cái nút này. Đấy. Nào. 3D này. Đó, rất là đẹp. Các bạn cũng sẽ tham khảo từng nút một. Chúng ta có thể thêm chữ. Ví dụ đây là chúng ta là chữ như là cả hoa lan này. Ta sẽ thêm chữ này. Hoa lan này. Chữ này chúng ta cũng có thể tạo cái hiệu ứng cho chữ được. Đó. Ví dụ như màu chữ này. Đấy, chúng ta sẽ lấy màu này. Đó, là một chữ màu xanh đúng không ạ? Tiếp tục. Tròn này cũng khá là đẹp. Đấy, sau đó các bạn cứ tiếp tục và để chọn tất cả các cái hiệu ứng cho cái video này. Các bạn lưu ý là nếu khi mình có thể làm nhầm ở đây hoặc là mình muốn thay đổi thì mình có thể bấm vào cái nút quay trở về này. Đây là có cái nút quay trở về. Đấy, bây giờ mình sẽ là cái tiêu đề cho video. Đấy, các bạn ấn vào cái nút này, lớp này, văn bản này. Đấy. Cái video này là video giới thiệu về hoa cây cảnh thì chúng ta sẽ thêm cái chữ là hoa cảnh. Dạ, hoa cảnh hải đăng này. Đấy, chữ này chúng ta cũng có thể tạo hiệu ứng cho chữ được này. Chúng ta kiểu to nhỏ được. Đấy, lôi lên lôi xuống đều được. Thay đổi phông chữ này. Đấy, nó có rất nhiều phông chữ để các bạn lựa chọn này. Đấy, thêm màu cái chữ này. Màu xanh này. Màu này rất là tối, chúng ta sẽ thay màu khác, màu vàng này. Này. Đánh cho chữ này. Các bạn xem qua. Đây là mình chưa tạo hết cái hiệu ứng này. Chúng ta cũng có thể thêm các cái nhiều những cái lớp này. Rất nhiều hiệu ứng rất là đẹp. Các bạn để ý là cái chữ này các bạn có thể lôi kéo nó dài hết video cũng được. Đấy. Ta có thể xử lý chữ.
cuối cùng là chúng ta sẽ chèn nhạc, chèn nhạc cho video. Hoặc là chúng ta có thể ghi âm. Ghi âm thì chúng ta ấn vào cái nút thoại này và ấn vào cái nút bắt đầu. Trong cái video này thì mình sẽ chèn nhạc cho cái video này. Các bạn sẽ ấn vào cái nút âm thanh. Đó, chúng ta sẽ chọn các loại nhạc. Ta ấn vào cái nút dấu cộng. Ta lưu ý là cái nhạc này chúng ta cũng có thể cho to và nhỏ đều được. Đấy, chúng ta ấn vào cái nút này, nút loa âm thanh. Thì hiện tại thì nó đang ở cái mức 100% thì chúng ta có thể kéo lên 200 hoặc là chúng ta có thể lôi xuống. Đây thì mình sẽ để cái mức là 26% thôi. Cái chữ này nó quá dài, nó chèn lên nhiều hình ảnh quá thì các bạn sẽ lôi nó lại. Chúng ta sẽ cho nó chạy lại từ đầu để xem có gì chúng ta cần chỉnh sửa. Các bạn lưu ý là cái nhạc này mà nó dài quá thì các bạn cũng có thể cắt nhạc đi. Đây các bạn xem đây. Mình cắt nhạc này. Chúng ta ấn vào cái nút cái kéo này. Cắt sang phải của đầu phát này. Đó. Thế là chúng ta sẽ làm cho cái video này. Thế thì trên đây thì mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách làm một cái video ảnh bằng cái phần mềm Kilometer. Cũng rất là đơn giản đúng không các bạn? Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.